kênh của Coi và mọi người thấy góc setup của mình ok không? Có cái ghế vào nhìn nó xịn sò hẳn đúng không? Cái video này thì mình không định làm riêng mà mình định ghép vào cái phần cuối của cái video về công thái học hôm trước. Thế nhưng mà vì hôm trước cái video này nó khá là dài rồi và mình muốn trải nghiệm thêm để mình chia sẻ với mọi người nên là mình đã tách ra một cái video riêng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là vì sao mọi người nên mua cái ghế đô công thái học này. Mọi người nhớ xem hết video nhá. Ok, bắt đầu thôi. Ok, trước hết thì mình sẽ nói lại về cái ghế này nhá. Ghế mình đang sử dụng đây là ghế công thái học Hyperwork. Ghế này mình được bên Hyperwork cho mượn để làm video và ngồi thử, test thử xem như nào. Sau một thời gian mà mình thấy là đủ lâu, đủ trải nghiệm để có thể chia sẻ cái thực tế khi sử dụng của mình với mọi người, thì mình đã ngồi làm video bằng cái ghế này. Và mình sau khi một thời gian sử dụng thì mình cảm thấy là nó cho mình một cái trải nghiệm khác hẳn với cái ghế gỗ mình đang sử dụng đây. Thực ra thì mọi người sẽ nói là chắc chắn là nó khác rồi đúng không? Thế nhưng mà nó khác với cái gỗ này thì không nói làm gì rồi. Thế nhưng nó khác với cả cái ghế văn phòng hồi trước mình ngồi nữa. Ghế văn phòng hồi trước mình cái kiểu ghế Xuân Hòa mà có đệm đệm này này, đệm đệm ở dưới và cũng có cái phần vai viếc nó tì ở đây ấy, rất là êm. Thế nhưng mà nó không lượn theo lưng của mình. Đó là cái phần mình thấy nó khác biệt với cả cái ghế văn phòng ở chỗ đấy. Nói luôn lại cái công thái học là gì, thì ghế công thái học là cái ghế mà nó sẽ giúp cho mình ngồi đúng tư thế và giúp cho lưng của mình ấy nó được thẳng và mình ngồi sẽ không bị mỏi, bị mệt nhanh và mình ngồi lâu sẽ không bị kiểu đau cổ, đau vai gáy và nói chung là nó giúp cho mình thoải mái khi mình ngồi làm việc trong một thời gian dài. Đó, thì nó chỉ là một cái bản nâng cấp của cái văn phòng thôi. Chỉ là bản nâng cấp nhưng thực ra mình thấy nó nâng cấp tất cả các thứ liên quan đến cái ghế. Đó là phần, ví dụ như phần tay này, nó nâng cấp thì nó có thể nâng hạ được. Còn cái ghế văn phòng như mình hồi dùng ngày trước thì nó là một cái vòng ở đây, thì mình có thể chỉ là đưa cái tay của mình ở chỗ đấy thôi. Còn đây là mình có thể nâng hạ được theo cái cỡ hoặc là cái sở thích của mình muốn ngồi như thế nào. Như mình ấy, thì mình hay nâng lên mức cao nhất để cho nó bằng với cái bàn của mình, và mình có thể để đây và nó đỡ cho cái tay của mình luôn, và mình không phải với như này để mình sử dụng chuột, nó sẽ đỡ tay mình đỡ bị gập. Đó, nó sẽ giúp cho mình tùy chỉnh theo cái form người của mình. Tức là mỗi người có một cái dáng người khác nhau đúng không? Thì cái ghế này nó có thể tùy chỉnh được với tất cả mọi dáng người. Như ví dụ cổ của mình nó hơi thấp chẳng hạn thì mình có thể là vặn cho cái này nó thấp xuống. Còn nếu bạn nào mà cao, kiểu người cao hơn, lưng dài hơn thì ngồi một cái ghế chỗ này nó cái cổ nó cao hơn ấy thì có thể kéo lên hoặc là ngửa lên phù hợp với cả cổ và vai của mình. Cái phần dưới này thì phần nâng hạ này thì mình thấy là ghế nào cũng có rồi, thế nên mọi người không phải lăn tăn nữa. Và một cái mình lưu ý nữa với mọi người là hôm trước mình có nói là cái chân này này nó làm bằng kiểu thép hay là hợp kim gì đấy, thì nó thực chất nó là hợp kim nhôm. Sau khi tìm hiểu thì nó làm hợp kim nhôm và nó được làm mài bóng, thì chỗ này nó rất là chắc chắn và chân mình để tì rất là thích. Và cái phần bánh xe hôm nọ mình nói là nó rất êm đúng không, vì nó được phủ một lớp PU. Đó, lớp PU này thì giúp cho là nó di chuyển lướt trên mặt sàn ấy, nó êm và nó không gây ra tiếng kêu và nó cũng rất ổn định và không kiểu lọc sọc ấy. Và một điểm nữa mình thấy nâng cấp gọi là cực kỳ đáng giá của cái ghế công thái học này so với cái ghế gỗ bình thường và cái ghế văn phòng, đó là sử dụng cái đệm này, cái phần lưới ngồi này. Phần lưới ngồi này giúp cho mình làm gì? Là giúp cho mình có thể không phải là chỉ nguyên là nó thoáng khí đâu mà nó vệ sinh cực kỳ dễ luôn, mọi người thấy không? Những cái chỗ này của ghế gaming và ghế văn phòng ấy thì là nó sẽ là một cái đệm đúng không? Thì nó một là nó bẩn, sau một thời gian thì nó rất là khó vệ sinh và nói chung là nó còn bí nữa cơ. Và cái ghế game cũng thế, cái game chỗ này là hồi trước mình có dùng ghế game thì cái ghế chỗ này nó là phần da đúng không? Cái phần đệm này là da. Nó ngồi thì mùa hè nó sẽ bị nóng, mùa đông thì ấm đấy nhưng mùa hè bị nóng. Nhưng mà một cái khó chịu nữa là nó cực kỳ bí, mà cảm giác bí này là tức là mình tì vào cổ này, tì vào quần áo nó không sao nhưng mà tì vào cổ và tì vào da của mình mà mình kiểu bị bí ấy, thì mình cảm thấy khó chịu và nó để lâu. Như ghế gaming thì nó là bằng da mà thì nó còn hôi nữa, vừa khó vệ sinh này, vừa hôi này, vừa không thoáng khí. Nói chung là cái ghế này thì nó khắc phục được cực kỳ tốt cái phần đó là nó thoáng, nhưng phần này nó vẫn có cái đệm để cho mình tì vào để mình êm nhá. Đây chỗ vai này vẫn có cái chỗ tì để êm. Lúc hôm trước mà mình mở cái ghế này ra ấy, thì mình tưởng là cái chỗ phần lưới này là nó được làm bằng vải, thế nhưng mà không phải, nó làm bằng nhựa poly cái gì ấy, mình không nhớ. Thế nhưng mà cái phần nhựa này ấy, nó khả năng là sẽ bền hơn vải rất nhiều vì cái lớp vải nó sẽ không chịu được thời gian lâu đâu. Nhưng mà nếu nó làm bằng nhựa
thì là cái độ thời gian sử dụng và cái độ bền của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đó là những cái mà mình gọi là rất là ưng của cái ghế này. Mình ngồi mình đang rất là thích. Đó, mọi người thấy không? Mình cảm giác là khi mà ngồi ghế này mình được thoải mái và mình làm việc, mình nghĩ sẽ khi mà ngồi lâu mình cảm giác là mình sẽ làm việc được lâu hơn và không kiểu như kiểu ghế này này, mình ngồi một thời gian là mình phải đứng dậy vì nó hơi mỏi lưng ấy. Ghế này thì mình có thể ngồi lì được lâu, thế nhưng mà nói chung mọi người cũng không nên ngồi lâu quá, một tiếng là cũng nên đi lượn ra ngoài một tí thì nó sẽ thoải mái hơn và mắt của mình nó được nghỉ thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà ghế này thực ra đúng là nó làm mình kiểu lười ấy, mình cứ ngồi lì ở đây ấy. Ok, nói về ưu điểm thì nhiều rồi. Nhược điểm của cái ghế này là gì? Mình cũng không biết là nhược điểm này thì hiện tại mình đang rất ưng ý với cả cái ghế này. Và nhược điểm của mình nghĩ là giá thôi. Mình thấy rất nhiều cái ghế công thái học ở trên thị trường đang báo giá là tầm khoảng 2 triệu. Tầm này thì mình nghĩ là cũng dễ mua đấy. Thế nhưng mà mình thấy đánh giá, nhiều bạn đánh giá nó không cao lắm. Mà thường thường mọi người đang có nhiều cái ghế tầm 4 triệu này này, tầm 4-5 triệu này, thì gọi là cái kiểu ghế cái loại trung bình ấy. Thực ra mình cũng sợ tham rẻ quá, về nó lọc xọc rồi vài một thời gian thì nó lại kiểu nó rão ra các kiểu, nó không chắc chắn như trước nữa thì cũng ghê ấy. Thế nên là mình đang đắn đo không biết là có nên thử cái loại ghế nó rẻ hơn không, nó phù hợp với túi tiền mình hơn không. Thì bạn nào mà sử dụng những cái ghế tầm khoảng 2 triệu mà có cái lựa chọn best choice hơn cái ghế này thì mọi người comment ở bên dưới nhá. Hiện tại mình đang rất ưng ý, sau một thời gian sử dụng cái ghế này mình nghĩ là đủ lâu để mình đánh giá cái ghế này là ngồi có ok không. Còn cái bền ấy thì chắc là mình phải có tiền mình mua thì mới biết được. Cái này thì mình đợi Tết xem có thưởng Tết không thì mình mua một cái. Mọi người có sử dụng cái ghế này rồi hay có thấy cái ghế này nó có điểm gì ok hay là có điểm gì chưa ok thì hãy comment bên dưới để mọi người cùng biết với nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đây là video mình trải nghiệm cá nhân nên là nó sẽ hơi phiến diện một chút, phụ thuộc vào cái nhu cầu cá nhân của mình. Bạn nào mà có thấy khác thì cũng đừng comment gì toxic quá nhá. Đợt này mình chuyển hơi nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye.